Một lý do khiến cho mình lên ý tưởng để làm một video này nữa, đó chính là vì cái thị trường giày bóng rổ nó rất là lớn. Kể từ những cái thời điểm đầu tiên nó ra mắt thì cho đến thời điểm hiện tại nó phải có đến hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn mẫu giày khác nhau. Vậy nên rất là nhiều anh em sẽ gặp rất là nhiều vấn đề với cái việc bị bơi trong một cái môi trường giày quá lớn như vậy. Và đó cũng là lý do mình lên video này, để khiến cho các bạn thu hẹp được phạm vi, các bạn có thể lựa chọn lại và chọn được cho mình một sự lựa chọn gọi là duy nhất và độc nhất, phù hợp với bản thân mình nhất. Lời khuyên đầu tiên rõ ràng sẽ là liên quan đến vị trí cũng như là phong cách chơi của mỗi người. Về vấn đề này, mình sẽ chia ra làm hai vị trí cũng như là hai phong cách chơi. Thứ nhất, đó là với những bạn mà có một cái dáng người nó không phải là quá to lớn và chơi bóng theo thiên hướng sử dụng tốc độ, sự khéo léo của mình, thì những cái người như vậy họ sẽ yêu cầu một đôi giày bóng rổ. Thứ nhất là sẽ bảo vệ cổ chân tốt. Thứ hai là có một cái mặt đế không cần phải là quá nảy nhưng mà chúng vẫn mang lại một cái độ phản hồi lực ổn. Và đặc biệt là một cái bộ đế có khả năng đảo hướng cũng như là bám sàn cực kỳ ổn định. Và ngược lại, với những bạn trẻ có một cái thể hình to lớn, chơi những cái vị trí như là trung phong hay là những vị trí yêu cần sức khỏe cũng như là tốc độ lao vào và va chạm, thì các bạn sẽ cần những đôi giày, thứ nhất rõ ràng phải là bảo vệ khu vực cổ chân cực kỳ tốt, thường là những mẫu giày high top. Và thứ hai đó chính là một bộ đệm cực kỳ êm, những cái bộ đệm càng dày để khi mà các bạn tiếp đất nó sẽ giảm lực rất là nhiều cũng như là tránh được rất là nhiều những cái chấn thương không đáng có. Và cái thứ hai đó chính là mặt sân. Tại sao cái vấn đề mặt sân nó lại ảnh hưởng đến cái việc chọn giày bóng rổ? Thì nếu mà các bạn ở Việt Nam, để dành cho những cái bạn ở Việt Nam hay là những cái nước mà vẫn còn chưa quá phát triển về bóng rổ, thì cái sân indoor phải gọi là cực kỳ giới hạn. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 đến 20 cái sân outdoor mới tìm được một cái sân indoor. Và những cái mặt sân outdoor thường ấy, bây giờ nó phần lớn sẽ là những cái mặt sân gọi là bê tông và gạch. Những cái mặt sân nó rất là xấu và khiến cho những đôi giày bóng rổ của các bạn mòn cực kỳ nhanh. Và mấy đôi giày bóng rổ toàn khoảng 4-5 triệu mà đi được có một vài hôm mà nó mòn hết thì xót lắm. Và đó là lý do mà với mình, mặt sân bóng rổ sẽ là một trong những cái cực kỳ quan trọng với việc mà để các bạn lựa chọn giày bóng rổ. Thì với những ai mà hay chơi ở những cái mặt sân xấu thì hãy lựa chọn những cái bộ vân đế thật sự cứng cáp. Và cái đấy nó rất là dễ thôi, các bạn có thể dùng tay, dùng lực tay để kiểm tra trước. Mật độ vân càng dày càng tốt. Và mình sẽ khuyên với những bạn mà chơi ở những mặt sân xấu thì hãy lựa chọn những cái bộ đế gọi là đế găm, những cái đế cao su rất là bền bỉ. Còn với những ai mà có thói quen hay là có điều kiện để chơi những mặt sân indoor thì hãy cứ lựa chọn những cái bộ đế nó không cần phải là quá cứng, vì cứng nó sẽ có một cảm giác bám sàn rất là tệ. Và đặc biệt nhất là nó sẽ phải có một cái độ mềm, độ ma sát với cái mặt sân ổn để khi mà các bạn chơi không lo trơn trượt ở những mặt sân indoor. Và điều thứ ba cũng là điều mình thấy rất là quan trọng, đó là cảm nhận cũng như là sự phù hợp. Để lấy ví dụ thôi, là có một vài bạn sở hữu những cái bàn chân rất là bè, và với một vài đôi giày họ thiết kế cho những cái người chân bè, ví dụ như là phiên bản KD 15 đang có trên tay mình đây, đi thì không hề làm sao. Nhưng mà nếu mà họ phải lựa chọn những cái phiên bản giày mà kiểu nó ôm phần mũi thì đi sẽ cực kỳ khó chịu, và nó sẽ tạo ra một cảm giác không thoải mái, kể cả là hãng có mô tả đấy là một đôi giày như thế nào đi chăng nữa. Và ngược lại, với những cái bạn chân thon, nhưng mà ví dụ bạn thích phiên bản KD 15 và chân bạn thon, khi bạn xỏ chân vào nó sẽ bị một cái cảm giác rất là rộng ở khu vực mũi, gây nên một cái cảm giác rất là khó chịu khi di chuyển cũng như là đi lại. Vì vậy nên là mình khuyên, đó chính là với cái việc lựa chọn một đôi giày phù hợp thì các bạn nên thử trực tiếp. Tiếp theo, lời khuyên thứ tư là về lời khuyên về size giày. Nếu mà ở những cái phiên bản giày khác, giày này giày kia thì mình sẽ không có cái gì phải nói về cái vấn đề size. Nhưng mà riêng giày bóng rổ thì size giày vẫn luôn là một trong những cái vấn đề nhức nhối nhất. Bản thân mình đã chơi bóng rổ cho đến thời điểm hiện tại nó rơi vào khoảng tầm 6 năm. Và mình cũng đã trải qua rất là nhiều những phiên bản giày bóng rổ khác nhau rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa thể tự tin đó là nhắc đôi nào mình có thể tư vấn chính xác size của đôi đó đâu. Ví dụ như là bản thân mình đi một đôi Superstar đi, thì mình đi true size là 44. Nhưng mà với một vài phiên bản giày bóng rổ, có một đôi thì mình tăng lên 0,5, có một đôi mình phải tăng lên 1 size, có những cái đôi mình phải tăng lên 1,5 size, và thậm chí là có những đôi mình phải đi down 0,5 size để có một cái độ fit phù hợp nhất. Các bạn tin mình đi, việc lựa chọn size rất là quan trọng, vì bản thân mình cũng như là rất là nhiều người khác, thậm chí những cầu thủ hàng đầu NBA, cái
đứng cái đôi bàn chân của họ khi mà lựa chọn những cái đôi giày hơi bị kích quá hoặc là hơi bị rộng quá, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến khu vực những cái ngón chân cũng như là móng chân của chúng ta. Vì vậy nên là khi mà lựa chọn size các bạn hãy thử thật kỹ cũng như là xem review, đặc biệt là từ mình đây, để có thể tìm được những cái thông số và lựa chọn được những cái size giày chuẩn nhất có thể nha. Và cuối cùng, lời khuyên thứ 5, một trong những cái lời khuyên mà mình tin sau khi nghe xong các bạn hoàn toàn có thể bỏ hết luôn 4 cái lời khuyên ở trên đi, đó chính là hãy lựa chọn giày theo sở thích của các bạn. Cái này thì nó không hợp với cả cái phong cách video lắm, nhưng mà mình tin rất là nhiều bạn ở đây, thậm chí là mình hay là những người sẽ xem video này đều đồng ý với cái việc đó, đó chính là lựa chọn một đôi giày bóng rổ theo việc mà mình thích. Đơn giản, đó là lý do mà những cái đôi giày bóng rổ nó sở hữu những cái tên tuổi được ký hợp đồng ví như là Kevin Durant này, hay là Kyrie Irving, hay là LeBron James Signature. Thì những cái đôi giày đó thường được làm ra mục đích là để chiều fan, và các bạn, những ai mà là fan của những cầu thủ đó thì kể cả là giày đấy nó có phù hợp với hiệu năng hay không, cứ đâm tiền vào mua thôi. Tuy nhiên là với cái cách này thì các bạn vẫn sẽ phải lưu ý một điều nho nhỏ mà mình đã nói ở trên, đó chính là size giày. Kể cả nó có đi phù hợp hay là nó có bền hay không, mà là đôi giày mà các bạn thích thì nó sẽ không có một vấn đề gì cả. Nhưng size giày vẫn sẽ luôn luôn là điều mà các bạn cần phải để ý. Hãy xỏ kỹ đi, xem review và trải nghiệm nó một cách rõ ràng nhất trước khi quyết định mua em nó nha. Và đó là 5 cách, thật ra là 4,5 cách mà mình muốn gửi đến các bạn những cái phương pháp cũng như là những cái lời khuyên trước khi lựa chọn và sở hữu một em giày bóng rổ. Các bạn thấy những cái lời khuyên đó thật sự có ích không? Hay có bất cứ một thắc mắc nào, hãy để lại dưới comment cho chúng mình biết nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.